có ngày con sẽ lạc loài, như chim lạc cánh mùa đông, như hoa nở không đúng mùa úa phai. Đời con chưa không dẫn đường, con sẽ mù loà, như đêm chẳng có vầng trăng, mây đen che kín mặt trời tối tăm. Chúa chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Dẫu bước đường nguy khó, bóng tối phủ che chẳng thấy tương lai. Mãi chẳng phải vững tin nơi Ngài. Đời con Chúa không giữ gìn, con sẽ lầm lạc. Con tim chẳng có tình thương, bơ vơ bàn chân hững hờ bước đi. Đời con sẽ khô héo hoài khi mất tình Ngài, như cây tàn úa già nua, như sông khô nước cần nguồn Chúa ơi. Chúa chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Che chẳng thấy tương lai, dẫu vẫn còn lầm lỡ, mãi mãi chẳng phải vững tin nơi Ngài. Không quan ngại sinh xuống làm người, xa đi làm chứng tình yêu, tâm tư buồn vui kiếp người chứng nhân. Chiều nắng bước lê dốc mòn vai vác thầm hình, say mê ngài trên vì yêu, yêu thương yêu hết mọi người. Chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Dẫu dẫu bước đường nguy khó, bóng tối. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bà Miriam và ông Aharon phản đối ông Môsê. Sách Dân Số, chương 12, từ câu 1 đến câu 3. Bà Miriam và ông Aharon phản đối ông Môsê về người đàn bà xứ Cút mà ông đã lấy, vì ông đã lấy một người đàn bà xứ Cút làm vợ. Họ nói, Đức Chúa chỉ phán với một mình Môsê sao? Người đã chẳng phán với cả chúng ta nữa ư? Và Đức Chúa nghe được, ông Môsê là người hiền lành nhất đời. Thiên Chúa trả lời. Sách Dân Số, chương 12, từ câu 4 đến câu 10. Đột nhiên Đức Chúa phán với ông Môsê, ông Aharon và bà Miriam.
cả ba hãy đi ra lều hội ngộ. Và ba người đã ra. Đức Chúa ngự xuống giữa đám mây và dừng lại ở cửa lều. Người gọi ông Aharon và bà Miriam và hai người đi ra. Người phán: Hãy nghe ta nói đây. Nếu trong các ngươi có ai là ngôn sứ, thì ta, Đức Chúa, ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến, hoặc sẽ phán với nó trong giấc mộng. Nhưng với Môsê tôi tớ ta thì khác. Tất cả nhà ta, ta đã trao cho nó. Ta nói với nó trực diện, nhãn tiền, chứ không nói bí ẩn, và hình dáng Đức Chúa nó được ngắm nhìn. Vậy tại sao các ngươi không sợ nói động đến Môsê, tôi tớ ta? Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với họ mà bỏ đi. Khi mây bốc lên khỏi lều, thì bà Miriam bị cùi, mốc thách như tuyết. Ông Aharon quay nhìn bà Miriam, thì kìa, bà đã bị cùi. Lời chuyển cầu của ông Aharon và ông Môsê. Sách Dân số, chương 12, từ câu 11 đến câu 16. Ông Aharon nói với ông Môsê: Lỗi tại tôi, thưa ngài, nhưng xin ngài đừng kết tội chúng tôi. Chúng tôi đã dại dột mà phạm lỗi và đáng tội. Xin đừng để cho cô ấy nên như đứa chết yểu, vừa lọt lòng mẹ, đã bị ăn mòn mất một nửa phần thịt mình rồi. Ông Môsê kêu cầu lên Đức Chúa rằng: Ôi, lạy Chúa, xin chữa lành cô ấy. Đức Chúa phán với ông Môsê: Nếu che nó phỉ nhổ vào mặt nó, thì nó không phải nhục nhã ê chề 7 ngày liền sao? Nó vẫn phải biệt cư ở ngoài trại 7 ngày, rồi mới được vào trại. Vậy bà Miriam đã bị biệt cư ở ngoài trại 7 ngày liền. Trong khi đó, dân chúng không lên đường, cho tới khi bà Miriam được vào lại. Sau đó dân chúng lên đường rời Khe-xê-rốt và đóng trại trong sa mạc Ba-ran. Mời cộng đoàn cùng hiệp ý với chúng con trong giờ khấn lòng thương xót ngày thứ tư, cầu cho những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con dâng lòng chưa cái và nhờ ơn Chúa.
thì con sẽ lánh xa dìm tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sai chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nắn đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tàn sát xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xem kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, cảm thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi cha. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dâng yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương
thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy ơn chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy ơn chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy ơn chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Lạy Cha, đấng đầy lòng trăm ân, đấng duy nhân tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xung phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng
Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn âm ủ một linh hồn tin tha. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tôn, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin dùng chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của mẹ Maria dân thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ám thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thị, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ngày thứ tư, cầu cho những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Chúa. Hôm nay, con hãy dâng lên ta những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết ta. Ta đã nghĩ đến họ trong cuộc khổ nạn đau thương của ta. Lòng nhiệt thành tương lai của họ đã an ủi trái tim ta. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của ta. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa là ánh sáng chiếu soi toàn thế giới. Xin hãy đón nhận vào trái tim vô cùng từ bi của Chúa linh hồn các người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Chúa. Nguyện xin ánh sáng ân phúc của Chúa chiếu soi họ, để họ cũng được cùng với chúng con tôn vinh lòng thương xót kỳ diệu của Chúa, và đừng để họ lìa xa trái tim vô cùng từ bi Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương đến những linh hồn các người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Cha, nhưng vẫn được ôm ấp trong trái tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Xin Cha dẫn họ tới ánh sáng phúc âm. Những linh hồn này chưa biết rằng yêu mến Cha là hạnh phúc cao cả. Xin ban cho họ thấu hiểu tình thương bao la của Cha đến muôn đời. Amen. Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sướng cùng mưu ma vậy vùng khóc làm chuyện trung. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô xin giữ người tăng cấm sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng giao người cho ác tâm quân thù. Đừng giao người cho ác tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tuôn vinh thánh danh.
Chúa ơi, con tôn kính Chúa. Chúa yêu con trao mình mau bệnh điều, vì thương chúng con nên đành tha mình, đem hiến dâng nuôi hộp chúng tư hiền. Tình yêu thương nào ai đã bao đến, ôi kinh lạy Chúa ta trời cao. Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại, bánh có đủ mọi mùi thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình thập giá và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Lạy dâng thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ ra cho thánh nữ Margarita Maria biết lòng Chúa ương ao cai trị các gia đình giao hữu, thì hôm nay chúng con đến tung hô nhân quyền tuyệt đối Chúa cai trị gia đình chúng con. Chúng con muốn từ rày mà đi hằng ăn ở theo hành thánh Chúa. Chúng con muốn cho gia đình chúng con trổ sinh các nhân đức mà Chúa đã hứa cho kẻ giữ các nhân đức ấy được giữ bình an ngay từ đời này. Chúng con muốn xa bỏ tinh thần thế tục Chúa đã luân phạt. Chúng con nguyện giữ đức tin đơn sơ trọn vẹn để Chúa cai trị chi chúng con. Nguyện tận tâm năng nảy mến Chúa và năng hương lệ cho lửa mến hằng cháy luôn, để Chúa cai trị lòng chúng con, lấy trái tim cứng trong. Xin Chúa thương chủ tòa can khi chúng con hối hòm, chung lành cho mọi việc hồn xác chúng con làm, khu trừ các nỗi âu lo, làm cho nên thanh thiện các sự vui mừng. Xin dung đỡ chúng con trong các cơn phiền não, lạy trái tim Đức Chúa Giêsu. Nếu trong chúng con khi nào có ai vô phúc làm cứng lòng Chúa, thì xin Chúa nhắc cho nó nhớ Chúa vốn nhân từ thương kẻ có tội ăn năn. Khi gia đình chúng con có kẻ qua đời mà phải tan sầu ly biệt, thì mọi người chúng con kẻ quân người còn xin khâm phụng lệnh Chúa đời đời sơ đình. Chúng con sẽ tự an ủi lấy mình vì đã chắc rằng có ngày cả gia đình chúng con sẽ hợp nhau trên trời và hát mừng sự vinh hiển Chúa và cảm khen các ơn lành Chúa đời đời. Lạy trái tim cứng xanh Đức Bà Maria, lạy Thánh Tổ Phụ Giuse vinh hiển, xin hãy dâng việc chúng con dâng mình này lên cho Chúa. Xin hãy nhắc cho chúng con nhớ rằng trọn đời chúng con đã dâng mình cho Chúa. Vạn tuệ trái tim Đức Chúa Giêsu là vua và là Chúa cả chúng con. Amen. Con tôn vinh lòng thương xót Chúa, con ca khen lòng thương xót Chúa. Tình thầm giá trong cuộc cô đơn lòng
trần gian, chuông tội cứu con khỏi trầm loạn. Xin Ngài xót thương con cùng. Chúa Chúa ơi, biết lòng con đang xót xa. Vì tội lỗi con đã xúc phạm Chúa luôn. Chúa xót thương, dẫn về lối ngay đường lành. Tình của Chúa lai lắng biên trời mênh mang. Lạy Chúa, con ở dưới vườn sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa châm tôi, nào ai dỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán nương, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên. Vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.